Vâng, xin chào các bạn đã đến với video tiếp theo của Trần Tân. Và hôm nay thì Trần Tân sẽ giới thiệu cho quý cô chú anh chị và các bạn mà cách sử dụng xe Innova. Và trước khi đến với video thì các bạn hãy nhấn đăng ký kênh ủng hộ cho Trần Tân, cũng như là nhấn vào nút chuông thông báo để nhận video mới nhất. Ok, và xin cảm ơn các bạn. Và đây là chiếc Toyota Innova 2018. Và mình sẽ giới thiệu sơ qua về các tính năng cho mọi người cùng biết. Vâng, và mọi người đi gần vào đây. Thì trước tiên đây là mở cửa các bạn nhé. Ok. Và vào khoang bên trong thì thường thường sẽ có, ở cánh cửa là sẽ có các chức năng như là kéo kính của bên trái này, ghế lái này, và bên phải của ghế phụ này. Đấy. Ở đây là hai nút chỉnh kính của đằng sau này. Đấy, hai bên. Ok, và kéo lên. Và mình sẽ đi từ ngoài vào bên trong. Đây là mở cửa đằng sau này. Đấy. Và cửa đằng sau là cũng có nút mở kính và kéo kính lên các bạn nhé. Ok. Và các cửa đều có. Và như đây thì là mở cửa cốp đằng sau. Các bạn nhìn thấy có một cái nút ở bên trong này, thì các bạn bấm và giữ, và các bạn kéo nó lên. Ok. Đấy. Và các bạn hạ nó xuống. Sang bên này cũng vậy. Mở cửa và cũng có nút hạ kính và kéo kính lên. Và bên này cũng vậy nhé các bạn nhé. Ok, hạ kính, kéo kính. Và bây giờ xin mời các bạn vào bên trong. Đấy các bạn, tiến lại gần một chút. Như đây là mâm vô lăng này. Thì trên mâm vô lăng sẽ có các tính năng như là nút đàm thoại rảnh tay này. Đấy, các bạn có nhìn thấy không? Biểu tượng hình điện thoại này. Cái nút này là nút nghe này. Và nút này là nút tắt này. Đây là cái nút dấu cộng dấu trừ khi các bạn sử dụng ca nhạc. Thì các bạn bấm to nhỏ hoặc là nghe đài FM ấy. Thì các bạn bấm âm lượng to lên và nhỏ xuống. Đấy, và cái này là mũi tên lên và mũi tên xuống thì nó chuyển bài khi các bạn nghe bài hát. Và đây là cái màn hình VCD. Thì cái bản thân cái xe này thì nó là đầu CD, nhưng mà mình đã thay thế thành VCD. Đấy, thì có thể là cho đĩa vào đây các bạn nhé, cho đĩa vào nghe nhạc bình thường. Ở đây mình không có đĩa. Thì đây này. Đấy, thì hôm này là tất cả các tính dụ như là định vị đường đi này. Đây là cái chức năng dẫn đường đi này. Đấy. Và đây còn rất nhiều là các tính năng này, như kết nối Bluetooth này, kết nối với điện thoại này. Đấy. Đây các bạn nhìn xem, rất là nhiều chức năng. Đấy. Đây là radio này, đài FM này. Ok. Nút này là nút tắt âm lượng nhá. Đấy, mình mở lên đấy, các bạn nghe thấy không? Và đây là nút to nhỏ này. À, cho nhỏ này. Đây là nút tạm thời tắt âm lượng. Ok. Đấy. Và đây là khu chỉnh vùng điều hòa các bạn nhé. Đấy. Thì ở đây điều hòa đã bật sẵn rồi. Và bây giờ mình sẽ tắt đi để hướng dẫn cho các bạn nhé. Đây, và mình sẽ tắt đi này. Tắt máy đi này. Và mình sẽ lổ máy lên. Ok. Đây như điều hòa đây nhá, thì thường thường chúng ta sẽ, đây là quạt gió này, chúng ta sẽ mở gió lên này. Mở gió lên này và bấm nút AC này và điều hòa sẽ bật lại. Như ở bên này thì là các cái chế độ của vùng gió thổi. Như ở đầu tiên này, cái nút này, đầu tiên này là hướng gió sẽ xả thẳng vào vào mặt. Đấy. Và cái thứ hai
là hướng gió sẽ đi xuống dưới chân và hướng về mặt là 50 ở dưới chân và 50% là ở trên mặt. Và cái lớp thứ ba này là các bạn nhìn thấy mũi tên không? Là hướng gió sẽ chỉ hết xuống dưới phần chân. Còn vặn về đây thì là hướng gió sẽ xuống dưới chân và sấy lên kính và lên trên kính. Còn các bạn kịch hết về đây thì là chỉ có hướng gió xả hết về đằng kính đằng trước. Ok, và mình còn ở đây nó là cái tốc độ gió. Các bạn cho to thì là vặn hết cỡ này thì gió tiếng rất là to, các bạn có nghe thấy tiếng ồn không? Đấy. Và nhỏ dần. Đấy. Ở đây là tắt, còn đây là số 1 này, đấy, số 2. Càng bật về phía này thì các bạn thấy tiếng gió nó càng to. Mình sẽ mở nhỏ lại một chút để cho các bạn nghe rõ cái tiếng của mình. Và bên này, cái xoay này là cái chỉnh về cái điều hướng của bên này là các bạn nhìn thấy màu xanh hay không? Khi các bạn vặn hết về đây thì là sẽ là mức lạnh nhất. Thấy chưa? Và các bạn vặn về giữa này thì nó sẽ là mức trung bình. Và các bạn vặn về bên đỏ này thì nó sẽ là nóng. Đấy, gió rất đẩy ra rất chi là nóng các bạn nhá. Đấy, thì mình đang là mùa hè mà, thì mình sẽ chỉnh về đằng màu xanh này cho nó mát. Và như chiếc xe Innova này thì có hai dàn điều hòa độc lập. Thì đó là cái dàn đằng trước này các bạn nhá. Đây, dàn đằng trước nó sẽ có 4 cửa này. 1 cửa này, 2 cửa này, 3 cửa và 4 cửa. Đấy. Thì là cái gió này thì là cái điều hòa này là dàn đằng trước này. Đấy, thì nó sẽ dành cho ghế lái và ghế phụ. Và đằng sau này, đây các bạn nhìn thấy đằng sau. Em mở cửa đằng sau. Các bạn nhìn thấy đằng sau này. Em đi đằng sau. Các bạn nhìn thấy đằng sau này nhá, đây là dàn điều hòa đằng sau này. Đấy. Đằng sau là đây mình sẽ bật lên này. Đấy. Các bạn bật to đấy chưa? Tiếng gió rất chi là to nhá. Rồi, và mình sẽ cho nhỏ lại một chút. Đấy. Thì dàn điều hòa đằng sau nó sẽ có vùng riêng này. Như đây là có một cửa gió này. Hai này. Và đằng sau kia nữa là có hai cửa gió đằng sau nữa để dành cho hàng ghế đằng sau. Đấy, đấy là nói về phần điều hòa. Và các bạn lên trên này một chút nữa. Như ở đây thì là cái nút này là nút khi các bạn mở lên thì nó là cái sấy kính. Cái nút này là nút Eco Mode nhá. Đấy, các bạn nhìn thấy không? Là khi nó hiện lên này. Đấy, mình tắt đi này. Eco Mode nó là cái chế độ chạy xe tiết kiệm nhiên liệu. Khi mà các bạn bấm nó lên thì là xe chạy sẽ tiết kiệm nhiên liệu. Và mình tắt đi thì nó lại trở lại bình thường. Đấy chưa? Còn bên cạnh nữa là Power Mode là chức năng chạy mạnh mẽ, cái xe rất chi là khỏe nhưng mà sẽ rất chi là tốn nhiên liệu các bạn nhé. Đấy. Và tắt đi là hết. Còn khi mà các bạn muốn sử dụng Eco Mode thì các bạn bấm và cái chữ Eco Mode này ở trên màn hình tablo sẽ hiện lên. Đấy. Và bên cạnh nữa là chữ Power Mode. Các bạn bấm lên muốn chạy cái chức năng Power Mode thì các bạn bấm vào Power Mode thì ở trên màn hình sẽ hiển thị lên chữ Power Mode. Ok. Và bên cạnh nữa là cái nút, các bạn nhìn thấy chưa hình ô tô không? À, khi mà các bạn bấm vào đây thì là nó là cái chức năng cân bằng điện tử để cho chạy các xe chạy thì khi mà mình chạy nó vào cua hay đi ổ gà các thứ thì nó sẽ giữ được cho mình cái xe tốt nhất. Và còn nữa là đây các bạn về khu bên này. Các bạn nhìn thấy cái chỗ này không? Đó là cái điều chỉnh của đèn pha nhá. Cái đèn các bạn có thể nâng cao và hạ thấp. Đấy. Còn cái phím này là cảnh báo va chạm đằng sau khi mà các bạn lùi ấy, các bạn bấm chữ P này. Các bạn nhìn thấy có cái chữ cả cái hình tam giác đằng sau không? Khi các bạn bấm sáng lên thì khi các bạn lùi xe thì ở đằng sau mà có tầm khoảng 1,5 m cho đến 1 m là có vật cản thì xe sẽ báo hiệu tiếng tít tít, đấy là cảnh báo va chạm. Các bạn nhìn rõ nhá, đây là lắp mở bình xăng này. Đấy, nó có biểu tượng cột xăng này, các bạn kéo lên là mở lắp bình xăng. Còn ở bên này là cái hình ô tô và cái
cái lắp cabo đằng trước này các bạn, giật nó lên đấy, thì là mở lắp cabo đằng trước. Ok, và đây là cái cần này là cần mở đèn đấy, các bạn nhìn thấy không, ở trong táp lô vừa lấy là chưa hiện lên đúng không, nhưng bây giờ khi mình mở lên đấy đã báo đèn. Các bạn vặn một lần là đèn gầm sáng, vặn lần thứ hai là đèn pha và đèn cốt sáng ở bên. Và khi các bạn chạy xe mà buổi tối hay là ban ngày mà muốn xin đường và muốn đá đèn thì các bạn chỉ cần kéo lên nhỉ. Ok đấy, và các bạn lưu ý, nhiều bạn mới lái xe mà không biết, mà đi vào ban đêm mà không biết sử dụng đèn như nào nhá. Và đây là cái công tắc mở đèn các bạn nhá. Rồi, các bạn cầm vào đây và xoay này, một lắc là bật đèn gầm này đấy, bật thứ hai là sẽ đèn pha đấy. Ví dụ như hiện tại như này nó đang là đèn cốt các bạn nhé, và các bạn ấn xuống một cái là đèn xa là nó sẽ chiếu sáng, còn các bạn kéo lên thì là đèn cốt là chiếu thấp đấy nhá. Ok đây, và các bạn gạt vào xuống dưới thì là xi nhan sang sang bên trái nhá. À, các bạn nhìn thấy đèn báo xi nhan chưa, và các bạn gạt về trên thì là xi nhan sang bên phải, các bạn kéo về giữa là hết. Và bên cạnh này nữa là cái nút cần gạt mưa các bạn nhé. Đấy, các bạn có nhìn rõ không? Đấy, thì các bạn kéo nó xuống này. Đấy, là chế độ gạt mưa chậm này, sẽ một chút lại gạt một lần, và các bạn kéo một lần thứ hai này. Đấy, nó sẽ gạt nhanh hơn một chút. Và lần kéo thêm một lần thứ ba nữa là tốc độ gạt sẽ rất chi là nhanh. Ok. Và khi các bạn muốn phun nước lên thì các bạn kéo cái cần này vào trong lòng mình. Đấy. Thì mà ô tô sẽ tự động phun nước và tự động gạt. Đấy. Đấy là cái này là chế độ gạt nước. Nó có sẽ có 3 chế độ. Gạt chậm này, gạt nhanh và gạt mức nhanh nhất. Và bây giờ các bạn để ý nhá, ở đằng sau ô tô sẽ có một cái cần gạt nước nữa, thì bây giờ mình sẽ bấm này. Đây các bạn nhìn thấy không? Đây là cái lúm này thì để cho mình mở và mình xoáy thì cái cần gạt nước ở đằng sau xe nhá. À, các bạn nhìn thấy không? Đây nhá. Mình sẽ bấm một cái. Các bạn có nhìn thấy đằng sau không? Đấy, đằng sau cái cần gạt nước đằng sau đã đang gạt nhá. Và các bạn muốn bơm nước cho đằng rửa kính đằng sau thì các bạn cầm vào cái điều khiển, cầm vào cái nút này và các bạn ấn nó xuống. Đấy, thì đằng sau là nước đang được bơm xuống, thì khi mình gạt nước nó sẽ không hại cho đến cái gạt nước của mình. Ok. Và bây giờ mình sẽ tắt đi. Và trên đây là một số tính năng của chiếc xe Innova 2018 mình giới thiệu cho các bạn. Và mình mong rằng những các bạn mới lái xe thì có thể xem video để áp dụng vào thực tế khi mình lái xe. Còn những bạn nào mà đã xem video, đã lái xe và hành nghề lái xe rồi thì vào xem ủng hộ cho mình. Và video của mình đến đây là kết thúc. Và chúc các bạn, những ai mới lái xe thì có một cái video có thể là chia sẻ và hướng dẫn các bạn một phần nào đấy để cho các bạn đỡ bỡ ngỡ. Và video của mình đến đây là kết thúc nhá. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo. Xin chào.